Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay lại tiếp tục solo squad ở cái map Irango. Nhưng mà hôm nay khác với mọi hôm rồi, mình sẽ không nhảy cảng nữa, và thay vào đó thì mình thử sang khu quân sự xem sao. Và rất là đông anh em ạ. Mình phải thấy tầm 20 thằng nhảy vào đây này, nhảy vào đây này. Nó cứ phải gọi là siêu phẩm đông. Đèn lấy tiếng rồi. Được rồi, ok rồi. Đây đây đây. Nó phải gọi là thực sự đông luôn anh em. Rất nhiều dù. Đây có cây sờ ca rồi. Để xem là trận này thì Linh ATM có là được cái quần què gì hay không nha. Đi kiếm thêm ít súng nữa anh em rồi mình mới sang được. Không thể gọi là vội vàng được. Vội vàng là chết ngay. Mình chỉ có một mình thôi anh em, không đi đâu mà phải vội. Á đủ. Có tiếng bắn ngoài kia kìa. À, hai con boss bắn nhau, một con chết là một con què. Này, bắn nhau này, bắn nhau này, gạt giò luôn anh em ơi. Thằng kia đang để ý con boss này. Thơm một mạng nữa. Đây còn nữa này. Có thằng vào nhà mình. Có thằng vào nhà mình. Tại sao lại vào nhà tôi? À đây rồi. Tại sao lại vào nhà tôi? Tuấn ơi, Tuấn ơi, Tuấn vào nhà mình làm gì? Vào nhà mình là sai rồi. Bạn chỉ có chết mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ công sang bên nhà C. Thử đá qua xem còn sót cái quần què gì không. Không còn sót gì rồi. Thử nhặt cái hono để cho được việc anh em ạ. Rồi, bây giờ thì mình công sang nhà C đi. Nhà C nãy giờ bắn nhau nó cũng bớt bớt rồi. Nào, bây giờ thì sang này. À đủ, à đủ. Anh trai ơi, anh trai ơi, đúng lúc mình công sang thì anh trai này nhảy ra. Đèn lắm anh à, úi giời ơi. Bò này, gạt giò luôn anh em ạ. Không nên để nâu, như mình nói rất là nhiều rồi. Một bắn bốn là được thằng nào là mình gạt luôn thằng đấy. Tránh tình trạng nó cứu được là gây khó khăn cho mình. Ra xem thanh niên này có gì đã. Ui, có X4, thanh niên này cũng chưa có gì anh em ạ. Ô, lúc lâu thế mà chưa có gì này. Kìa bây giờ rồi, bên kia có người, mình sang luôn anh em ạ. À đủ. Bắn gì bay. À, lại còn khèo khèo. À, khèo rồi, khèo rồi. Khèo mình anh em ơi. Đâu nhở? Khèo chỗ nào nhở? Đâu rồi? Hình như nằm thì phải. Kia rồi. Đây hình như phải không nhở? Đúng mà, mình thấy nhấp nhô nằm mà. Được rồi. Bạn cứ nằm ở đây đi để mình vòng sang bên này. Nào bạn nằm hộ mình với. À đúng mẹ luôn rồi. Bác Tài nằm đây à. Ê hê hê bác Tài. Đây mình vào trong nhà này. Mình vào trong nhà quả lay thì bạn chỉ có chết đuối luôn với mình này. Nào bác Tài. Hello bác Tài. À bác Tài anh vào rồi. À bác Tài à. Nào thò ra. Bác Tài thò ra. Nào thò ra. Thò ra. À không thò ra đây rồi. Thò ra đây. Ôi rút sóc lọ làm sao mà kịp. Mình sấy trước bác Tài không dám thò ra anh em ạ. Hí hí. Những cái pha như thế là sấy trước là hợp lý rồi. Thế là clear hoàn toàn cái team này. Chắc là cái thằng, hai cái thằng mà mình, à ừ đúng rồi, team của hai cái thằng mình giết đấy. Bây giờ thì mình công sang bên này. Bên này bắn nhau căng lắm anh em. Trong này còn đông lắm. Lúc mình nhảy xuống cứ phải gọi là siêu phẩm đông. Cứ ngỡ là tưởng đâu cả cái máy bay nó nhảy xuống. Chỉ là khốn nạn nó mà mấy anh hai à. Đồng giá mà còn ngang. Nhưng mà súng ống mình cũng đầy đủ rồi, mình chỉ thiếu nước thôi. Bây giờ thì công sang này, chạy phải vòng cho nó. À đây rồi. À. Nằm đấy à, đúng đấy này. Đúng đấy này. Úi giời ơi. Chúng được có 2-3 viên gì đấy, nào thò ra. Ủa, lại lỗi nghiệp tâm, định mệnh. Ôi. Nào, thò ra. Ui, đau lắm rồi đấy. Vai trưởng quả đấy mà không lỡ kiểm tâm mà nó chết rồi đấy. Mình công sang luôn anh em ạ. Thằng này yếu lắm rồi. Mình chỉ còn nửa cây máu nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ ăn được nó. Đây này, nó sang đến đây rồi này. À đây này. Đây này. Ôi mình biết bạn ngồi. Biết bạn ngồi đấy rồi. Mình mà nhảy bắn thì chỉ không trượt quả nào. Nó công sang rồi. Đồng đội đó. À đồng đội. Nào công sang. Công sang với chết rồi. Vai trưởng anh em có nhìn gì không? Đúng cái lúc mình bắn thì thanh niên kia chạy qua cái tâm của mình. Thế là chuyện gì cũng đã đến. Ăn ngay quả headshot vào đầu. Khổ thân thanh niên anh em ạ.
công sang cũng đúng một cái đường thẳng của mình đang xây. Thế là thôi, hẹo luôn. Hợp lý, ui có x6 này. Được thực sự anh em ạ. Có, mình đổi cây mini. Hợp lý. Vẫn còn tiếng. Ui. Ui trời ơi, đi đâu vậy anh trai? Anh trai làm cái gì ở đây vậy? Đừng thế chứ. Anh trai đang làm cái gì vậy? Đấy, loot nó phải chuyên nghiệp tí. Ngồi lên ngồi xuống tí cho nó bị bắn anh em ạ. Đấy, gắn x6 lên, đạp hết đi. Hợp lý luôn. Không biết là hết chưa đây. Nguy hiểm lắm anh em ạ. Tầm này không có tin tưởng được. Ui, còn tiếng. Ui ôi, còn tim anh em ơi. Ui, vẫn còn anh em ạ. Ui, đồng thế nhở. À, bác tài nhảy ra, chạy ra này, chạy này, chạy. Chạy ra đây này. Ui, mình chưa dồn cái x6 xuống. Phóng lên nó to quá. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa. Còn ít nhất là một thằng nữa. Mình nghe hai tiếng cơ mà. Nào bác Tài, hello bác Tài. Bác Tài đang ngồi đâu vậy? Bác Tài ơi, hello. Hello. Bác Tài trốn đâu rồi? À bác Tài, à đây bác Tài vào rồi. Hello bác Tài. À anh trai này. Anh trai vào đây làm gì? Anh trai vào đây làm gì? Úi dồi ôi anh trai ơi. Anh trai vào đây làm cái gì? Bạn, anh trai đen lắm. Anh trai chơi game nhầm ngày rồi. Gặp em là thôi, xác định luôn. Ui thằng này giàu thế. Có ca là anh em. Đổi ca. Từ từ. Mình phải vào. Mình vẫn nốc mà nên là mình sẽ phải vào trong trong này lọc đồ đã anh em. Mình vẫn đang khụt khịt này. Ốm lâu khỏi quá. Nhưng mà vẫn phải cố làm clip các thứ cho anh em xem. Đấy. Ok rồi. Bây giờ thì mình đi luôn anh em ạ. Không ở đây nữa. Mình lượn từ khu quân sự vào hạt trong đến trong bo này. Đây. Vừa mình lượn qua kia thì có tiếng súng. Bây giờ mình chạy vào đây thì mới có lại trước mặt kìa. Đây rồi. À, non dom dom. À, là dom dom này. Một viên ca vào đầu. Lom dom. Đang bắn đến bọn nào đây không biết. Nhấp nhô trong nhà vệ sinh này. Mình cũng muốn công xuống nhưng mà nó đang bắn mấy tem nào anh em. Ủa, cái Z zone sợ thế. Từ từ, mình phải lên nên tránh luôn cái Z zone ra. Mình lên khu vực, mình lên khu vực trên một tí. Vừa nhìn được nó mà tránh được cái Z zone. Đây, dừng chỗ này là hợp lý này. Ô, nó chạy kìa. Ờ, chạy đâu vậy anh trai? Nó đủ. Bắn lại luôn à. Từ, ủa thế thằng bạn nó cứu được chưa? Đây mình công ở khu nhà bên trên đi. Khu nhà bên, à bọn này bắn nhau với bọn ở bên trên này. Đây này mình công vào luôn anh em ạ. Vẫn còn đang tạch tạch ai bắn. Thế là bọn này lại bắn ai nữa? Ui thằng này đông thế nhở. Anh gì ơi. Thật ngó gì ngoài đấy vậy? Ngoài đấy có gái à. Ủa hình này còn nghiêng ra ngó. Chắc là một em chân dài tới nách nào đấy đang ngó. À đang đi. Trời ơi lại tặng cho bọn trái bom này. Thêm trái nữa này. Ui nhảy ra ngoài rồi. Ăn quả bom điếc không nghe gì. À không nghe gì. Ôi anh gì ơi. Anh gì ơi. Ui nó lại mượt quá cơ. Easy hai mạng anh em ạ. Thanh niên này đích còn biết mình tới cơ. Vẫn còn đang ngắm gái anh em ạ. Ui chết vì gái. Ơ mình ăn mạng kìa. Thế là thanh niên thì không ai cứu anh em ạ. Ui ở đây nguy hiểm thế nhở. Đông quẩy bắn là khắp mọi nơi. Ơ cái cửa sổ không nhảy được vào đấy. Ơ động má con cá luôn. Đây rồi, treo vào được rồi. Ở đây quá đông anh em ạ. Xung quanh đều có người. Mình cứ vào nhà rất an toàn. Có một mình. Lại viên từ đâu viên ốp lạc bay thẳng qua đầu. Ui nó lại là phê quá. Đầu này có tiếng bắn này. Đâu nhở? Ở đâu ta? Đây rồi. Họ dâu ta. Nào thò cái đầu lên. Núi nó chạy mất rồi. Họ dâu ta nào. Kéo pháo lên tăng tăng. Ui có cả thính bên đầu kia kìa. Bọn này giàu thế nhở. Trận này vượng. Ui đằng sau có tiếng bắn này. Ui mẹ tứ phía luôn anh em ạ. Đâu là ở đây này. Nằm này. Nào. Ui không nằm im à. Không nằm im này. Ủa sao không trúng. Vô lý. Ui. Ơ
Ui, nó bị lag đồi anh em ạ. Bắn hai viên kìa. Phí nhờ. Bắn hai, ô, có xe. À, có xe tới. Được rồi, nào tới đây. Mình đón các bạn luôn này. Nào. Ngon, tới đây. Vào đây. Come on baby. À, lướt qua. Lướt qua này. Trời ơi, cấp M249 sấy lại này. Lướt qua chỉ là một cơn gió thôi là bạn cũng đủ để chết rồi. Ui, tem này clear luôn. Ui, bị tem ở trên kia nó bắn kìa. Nó bị được một mạng thơm rồi. À, một lũ ở trên này này. Thôi thôi thôi. Mình gọi bo rồi. Mình té thôi anh em ơi, không chơi được. Ok, mình đi nha. Đi 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 vào bo đã. Đông quá. Đây. Mình lượn vòng anh em nhìn thấy không? Bo này vẫn còn 17 thằng. Mình đã có cái thính đã. Ăn thính kiếm đổi cái giáp cái mũ. Ui AUG này ngon thế nhở. Ngon quá. Ui, có thằng bắn mình. À, đậu phộng bạn luôn. Nào. Định mệnh bạn luôn. Ờ, mình nhặt thính xong mình té. Ờ, bạn chả làm gì được mình. Mình chả làm gì được bạn. Ờ, chúng ta chả làm gì được nhau. Ờ, hòa, định mệnh. Đây, đây, đây. Mình vào khu nhà này anh em ơi. Trong bò, anh em nhìn cái bò nhỏ như thế này mà còn tận 17 thằng. Ui, như kiểu đi đấu giải vậy. Mà lại còn một mình như thế này. Kill đang nhiều. Nên là mình cứ phải từ từ. Có xe trong này. Đâu, không có tiếng gì rồi anh em. Mình phải ra ngoài mình check. À quên, mình phải sang bên mấy nhà này mình check. Chiếm được khu nhà là ngon rồi. Nhưng mà mình phải check cho nó cẩn thận anh em ạ. Xe vất đâu? À, xe vất đây, người đâu? Lộ mặt đi. Mày đang giấu cái gì đó? Mày đang làm cái gì vậy? Tao lè. Ố. À, mình bấm, mình chạy qua để auto mở cửa ấy mà. Không có người. Cửa mở hết. Xe thì vất đâu? Vất đây. Người vất đâu? Ủa, đằng sau có tiếng bắn luôn. Được thực sự nhờ. Ủa, trận này gắt vãi trưởng anh em ạ. Bo này còn 17 thằng. Ôi, bắn nhau bớt đi. Lại bắn nhau này. Tứ phía luôn. Không nhìn thấy. Cái chỗ cửa này mình không nhìn thấy gì anh em ạ. Uống bình nước cho đỡ sợ anh em ạ. Lại bắn nhau bên này. Bắn nhau ở everywhere. Đâu rồi? Làm đâu bắn nhau nhở? Không được. Ui, cái nhà này khó nhìn quá. Sang bên nhà bên anh em ạ. Sang bên này, sang bên này. Đây, 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 đây. Vào trong nhà này cho nó dễ nhìn. Thôi thử, đóng cái cửa cho nó chắc ăn. Bắn nhau ở tứ phía. Đang ngồi lòm kha lòm khom. Viên viên ốp tôi bằng quả xoay vào đầu. Ui, nó lại sướng quá. Ui, lại bắn. À, có tiếng bắn. À, đây rồi. À, không phải. À, đây. À, đây, đây. À, đây rồi. Anh trai. Hello, anh trai. Nào, thò cái đầu lên. Thò cái đầu lên. Ui, trời ơi, anh trai đang ngắm gì vậy? À, lại còn bạn bò ra này. Ui, sao lại không trúng? Đậu phộng. Nó bị vướng vào rồi. Vai. Nó bị vướng vào cửa sổ này. Bị. Ui, ơi. Ui, chưa kịp bật. Vai, lỗi thế. Chưa kịp bấm vào nút bắn anh em ạ. Bấm xịt, bấm trượt. Bay cái mũ ba. Ui, không vướng cái gỗ này là mình giết rồi. Lại bò này. Nốc tiếp này. Bạn đâu? Bạn đâu? Bạn đâu? Bạn đâu? Ui, lại vướng. Ơ, sao lại mình cũng đứng nguyên cái chỗ đấy mình bắn mà. Sao lại cứ viên đầu thì trúng, viên sau thì lại vướng nhở? Vô lý. Đầu trên lại có bắn này. Bắn căng thế nhở, đằng sau kìa. Ui, anh em thấy không? Bắn tứ phía luôn. Vai. Giờ mốc qua các thứ bạn rồi. À đây, chạy này. Vai thật, kéo cái X6 xuống. Quả đấy tiếc thế. Còn 12 thanh niên nữa trong cái vòng bo này. Quá là gọi là kỳ diệu đấy. Bò hết mỡ đi rồi. Đây là cái xe của nó anh em ơi. Khổ thiệt sự. Ui anh em nhỉ. Bốn phía bắn luôn. Vai trưởng ạ. À. May là mình chọn được căn nhà gọi là đẹp nhất rồi đấy. Bây giờ bò này không top 1 thì quá gọi là phí. Còn 11 dân chơi nữa. Đâu nhỉ? Bắn ở đây. Người đâu? Trời ơi, tiếng súng thì cứ phát ra nhưng mà điếu nghe thấy, à, điếu nhìn thấy gì luôn anh em ạ. À. Bực thực sự. Ở đây có 2-3 thằng đâu hết rồi.
đâu ta. Khổ thế nhở, làm bình nước cho đỡ sợ. Đây gọi là làm thêm bình nước. Không thấy anh em ạ, nó nấp sau mấy cái gọi là cái bụi rơm rồi. Phí rồi. À đủ. Có thằng bò. Đúng rồi. Ờ. Có thằng bò ở đây. Nào. Hi hi, Bena này, Bena này. Hello. Hello Bena. À bò. Bò. Ui. Nó lại vướng vào cái núi bên này. Ủa ôi, khói xanh bốc kìa. À chạy này. Chạy đâu. Ui trời ơi. Chạy làm hao được. À UG vào tay mình mà sấy cái tầm xa xa thì không thể làm gì được. Mình vẫn trong bò. Ui. Mình chọn được căn nhà 10 tỷ anh em ạ. Bò gắt thế nhở. Bò bây giờ là bò cuối rồi đấy. Mà vẫn còn 9 thằng. Cả mình nữa là 9. Đồng vãi anh em ạ. 18 kill. Gắt thực sự anh em ạ. Đến cái giờ phút gọi là cao trào rồi đấy. Căn nhà 10 tỷ đây chứ đâu. À ta tính này. Tại à đâu ra nhặt xác này. Tại sao lại ra nhặt xác trong cái tình huống như thế này? Thế là clear luôn cái đoạn đấy rồi. Mình chỉ sợ cái thằng đằng sau. À đây rồi. Bò này. Cop play bé la với tôi này. À đây nữa này. À này thì cop play bé la này. Bạn đen lắm. Lại bị delay tiếng anh em ạ. Chỉnh đã. Từ từ. Cái tiếng nó bị nhỏ rồi. Ok. Như vậy là ủa đã bom mình này. Vãi trưởng nhỉ. Được. À bắn à. Đồng đội bạn ở đây. À công vào ạ. À. Công vào này. Công vào này. Bạn đen lắm. Gặp mình. À lại thanh niên công vào. Ui bom. Ui đau thế. Tính mình. Nào bơi vào. À vòng ra sau à. Nào. Vòng ra sau này. Trời ơi, các bạn còn non lắm. Mình là một dân chơi. Không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Mà phải dạng rộng ra. Ấu rìa. Trời ơi, dăm ba thằng nhóc. Dăm ba thằng vớ vỉn. Cái đấy anh em. Thế là clear một hoàn toàn một cái team đằng sau với 4 thằng anh em ạ. Dám công vào nhà mình. Đây này, mình ra mình đổi cây gồ ra. Có thằng đây này, thằng này cầm cây ra. Đúng mẹ rồi. Ui. À. Mình đổi cây gờ ra thôi. Làm gì căng thế nhở. Cái bạn lại sai rồi. Thôi bạn. Bạn đen lắm bạn. Mình nhìn thấy bạn rồi. Bạn đen nằm một cục đúng không. Rồi bạn nằm đấy. Mình thay nạn các thứ xong là bạn chết. Đây này. Bây giờ thì giờ. Giờ ngọ đã điểm. Đâu rồi. Vừa thấy đen. À đây rồi. Nhìn này. À đây. Ui còn thằng nữa ở bên này. Đây còn thằng nữa này. Giờ ngọ đã điểm. Đây là còn thằng nữa này. Ui dồi ôi 25 kill. Mình bảo rồi bạn động sai người rồi. Giờ ngọ đã điểm còn một thằng nữa thôi. Ui bo vào rồi. Mình phải bo rồi. Bo bên ngoài. Mình méo mắt còn sờ mốc anh em ơi. Ui khó là mình rồi. Ui ngoài bo té. Ui bo đầu thế. Có tiếng. À ui giời ôi. Mình phản xạ nó cứ phải gọi là tốc độ bàn thờ. Bạn không ăn được mình đâu. A à, hi hi đồ ngốc. Ui ôi. May là mình phản xạ nhanh. Quay sang zoom tờ cốp sấy. Bay đầu thanh niên. Ui, hợp lý vờ lờ anh em ạ. À. Ok. Vậy là mình cũng hoàn thành xong một trận đấu top 1 Blue Squad với tổng số kill là 26 kill. Ui, con số phải gọi là đỉnh cao anh em ạ. À. Anh em nào thấy hay thì đừng quên để lại mình một like, một đăng ký kênh và nếu và bật cả quả chuông nhá. Bật cả quả chuông thì mới nhận được clip của mình. Ok anh em. Còn anh em nào mà có nhu gọi là tốt nữa thì chia sẻ giúp mình. Cảm ơn mọi người đã coi clip. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye. Ui, 3.700 đam anh em ạ. Wow. Được thực sự chụp lại cái ảnh. Hí hí. Sống ảo tí anh em.